sách tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường đại học bách khoa, đại học quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt sách Official Store. Xin chào, chào mừng các em đã đến với phần soạn văn của trang web Việt Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn văn trả lời những câu hỏi trong văn bản. Tiền bạc và tình ái, tác giả Molière với soạn bài Tiền bạc và tình ái, trang 136 đến trang 141, bộ sách Ngữ văn lớp 12 Chân trời sáng tạo sẽ giúp các em trả lời câu hỏi. Từ đó, dễ dàng soạn văn lớp 12. Chúng ta sẽ đi đến phần tìm hiểu chung về văn bản này. Lão Hà Tiện, xuất bản năm 1668 là một trong những vở hài kịch nổi tiếng của tác giả Moliere, Gông là một người vô cùng keo kiệt, luôn tính toán thiệt hơn, tích chữ tiền bạc cho vay nặng lãi dê sẻn mọi chi tiêu, bắt con trai Cleang lấy một bà quà lắm tiền, trong khi anh đang si mê cô gái nghèo, Marian, gả con gái Elizer cho ông già nhiều của, ăn sen mơ, trong khi nàng đã ngầm hẹn ước với anh chàng quản gia Rơ, con bản thân lão, dắp danh tục, huyền với Marian trẻ đẹp, để ép ác ba gông thuận tình cho hai cặp uyên ương trẻ nên duyên, người hầu của Cleang đã đánh cắp trả cái chát tiền của lão, dùng nó làm vật trao đổi tiền, tình. Phần bản dưới đây trích từ một số lớp cuối của vở hài kịch, hành động kịch, xoay canh cảnh mất tiền, tra hỏi và mặc cả tiền, tình. Chúng ta sẽ bước vào phần trước khi đọc. Cô có câu hỏi trong sách giáo khoa như sau. Thói keo kiệt là một trong những đối tượng của tiếng cười trào phúng trong văn chương. Bạn hay lấy ví dụ minh họa. Gợi ý trả lời cho các em. Thói keo kiệt thường là một đối tượng thú vị trong văn chương và nó thường được dùng để tạo ra những tình huống hài hước hoặc châm biếm trong vở kịch Màn diễu hành, trình diện quan thanh tra của tác giả Gogol có một nhân vật mang tên Claire Starkov. là một viên kiểm học, cẩn trọng và giòn rén trong lời nói. Anh ta luôn tỏ ra thận trọng và đặt câu hỏi để thăm dò đối phương. Khi biết mình bị nhầm là quan thanh tra, Claire Starkop đã cư xử giòn rén hơn và tránh tiết lộ bản chất thật của mình. Với tính cách keo kiệt của mình, Claire Starkop sẽ không dám chi tiêu quá mức và luôn tìm cách sử dụng tiền một cách hiệu quả. Anh ta có thể là người đứng giữa hai thế giới, một bên là sự tiết kiệm thông minh, một bên là sự dày trừng và giòn rến. Như vậy, Plastakov là một ví dụ minh họa cho thói keo kiệt trong văn chương. Chúng ta sẽ bước đến phần trả lời câu hỏi trong phần đọc văn bản. Câu 1. Đây là màn độc thoại của Akbagong khi phát hiện chát tiền bí mật bị đánh cắp. Lão sẽ than vãn một mình hay kêu than với người khác? Gợi ý trả lời. Lão sẽ than vãn với người khác. Câu 2. Hãy hình dung giọng điệu, hành động, cử chỉ của ác ba gông trong đoạn hội thoại này. Gợi ý trả lời. Về giọng điệu, rất tức giận và thất vọng, giọng điệu của ác ba gông có thể trở nên cao hơn, nhanh hơn và có dấu hiệu của sự tức giận và thất vọng. Là có những lời nói vô cùng nặng nề, ông ta có thể nói chậm và rõ ràng để tạo sự ấn tượng về sự mất mát và không hài lòng. Còn về hành động và cử chỉ, vò đầu bứt tai, Ác Ba Gông có thể vò đầu bứt tai để thể hiện sự lo lắng, bất mãn. Ông ta còn vẫy tay và đập bàn, thể hiện sự phẫn nộ và không hài lòng về việc mất tiền, nhăn mặt và nhấn mạnh từng chữ. Khi nói, ông ta nhấn mạnh từng từ, nhăn mặt và thể hiện sự căng thẳng. Câu 3. Ác Ba Gông và Pelletier có đang nói về cùng một sự việc không? Gợi ý trả lời. Acbagong và Valero không cùng nói về một sự việc. Câu 4: Với mỗi nhân vật, kho vàng và tình yêu ở đây là gì? Với nhân vật Acbagong, kho vàng chính là tiền của, còn với Valero, tình yêu là kho vàng. Câu 5: Chú ý sự gia tăng xung đột giữa hai nhân vật. Gợi ý trả lời: Xung đột về tiền bạc ác bà gông là người hám tiền chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và không ngần ngại thể hiện lòng tham valerol thì ngược lại là người chân thành và không chấp nhận việc nhận hối lộ ngoài ra còn có sự xung đột về tính cách ác bà gông có tính cách tham lam không trung thực và thường xuyên đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu valerol là người chân thành không thèm quan tâm đến tiền bạc và luôn giữ vững nguyên tắc của mình Chúng ta sẽ chuyển sang phần sau khi đọc. Nội dung chính của văn bản này là Văn bản tiền bạc và tình ái, trích từ một số lớp cuối của vở hài kịch Lão Hà Tiện. Hành động kịch xoay quanh cảnh mất tiền, tra hỏi và mặc cả tiền, tình. Câu 1. Tóm tắt các sự kiện chính và hành động của các nhân vật, từ đó xác định tình huống hài kịch của văn bản. Gợi ý trả lời cho các em như sau. Văn bản có những sự kiện chính. Sự kiện thứ nhất, Tính keo kiệt của Ác Bà Gông ngày càng bộc lộ rõ khi lão mất cha bạc, kêu la trời đất. Sự kiện số 2, Valero bày tỏ tình cảm với con gái Ác Bà Gông mặc cả nếu ưng thuận thì mới trả lại cha tiền cho lão. Từ đó chúng ta rút ra được về tình huống hài kịch. Đó chính là sự hà tiện đã khiến cho Ác Bà Gông lú lẫn tất cả mọi câu chuyện của mọi người xung quanh. Lão để mặc định cho rằng đang nói về cái đống tiền của lão. Câu số 2 màn độc thoại của ác ba gông kêu mất tiền được coi là một phần cao trào của toàn bộ vợ hải kịch lã hòa tiện bộc lộ rõ nhất tính cách của nhân vật hay liệt kê và ô tương ứng một số lời của ác ba gông nói với mình và với các đối tượng khác qua đó bạn có nhận xét gì về ngôn ngữ giao tiếp của kịch gợi ý trả lời cho các em như sau lời của ác ba gông tự nói với mình a à, Tôi đây mà, đầu óc tôi loạn rồi, tôi không còn biết tôi ở đâu, tôi là ai và tôi đường làm gì. Nói với đồng tiền, Hà Nội, khốn khổ tiền của tôi ơi, khốn khổ tiền của tôi ơi, bạn yêu quý ơi, chúng đã cướp mất mày của tao đi rồi, và mất mày là tao mất trốn nương tựa, mất niềm an ủi, nội vui của tao, thế là đời tao hết rồi, tao chẳng còn sống ở thế gian này làm gì nữa, không có mày, tao sống làm sao nổi nói với tên trộm vô hình. Nó là đứa nào, nó ra sao rồi, nên chạy ngả nào, ngả nào chẳng nên chạy. Nó có ở kia không, nó có ở đây không, ai đó, đứng lại. Con, lời của ác ma không nói với khán giả. Đằng kia đương nói về chuyện gì thế, về cái đứa đã ăn trộm của tôi đấy à, ở trên kia, cái gì mà ồn ào thế, cái trộm của tôi ở trên đó à. Ngôn ngữ trong vở kịch gần với đời sống và mang đậm tính gây cười. Câu số 3. Gọi tên cảm xúc theo trình tự tăng cấp của ác khi kêu mất tiền. Phân tích một số chi tiết, tu ngữ, hình ảnh, ngữ điệu để làm rõ các cảm xúc này. Gợi ý trả lời. Trong vở kịch Lão Hà Tiện của tác giả Molière, nhân vật ác đã trải qua một loạt cảm xúc khi kêu mất tiền. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó tức giận và cuối cùng là tuyệt vọng. Khi bất ngờ, Akbagom kêu mất tiền, anh ta bất ngờ và không thể tin nổi điều này đã xảy ra với chính bản thân mình. Akbagom tức giận. Ông ta tức giận vì tiền là một thứ quý báu đối với ông ta. Việc mất nó khiến ông ta tức giận và thất vọng. Ông ta cảm thấy tuyệt vọng vì không biết làm thế nào để khắc phục được tình hình này. Câu số 4 Chỉ ra cách phân tuyến nhân vật trong văn bản tiền bạc và tình ái, từ đó xác định xung đột của màn kịch gợi ý trả lời. Trong văn bản tiền bạc và tình ái, việc phân tuyến nhân vật được thực hiện dựa trên mối quan hệ và xung đột giữa họ. Với nhân vật ác bà gông, về mặt tính cách, ông ta là một người đàn ông giàu có nhưng cực kỳ keo kiệt. Ông luôn tính toán từng đồng xu và thường xuyên từ chối giúp đỡ người khác. Và đó đã tạo ra xung đột, ác bà gông bị mất cháp tiền bí mật và kêu la trời đất, bộc lộ tính cách hoảng loạn và mất kiểm soát. Với nhân vật Valero, về mặt tính cách, Valero là người yêu của con gái Gông. Anh ta đang lo lắng cho mối quan hệ tình cảm của mình. Từ đó đã tạo ra xung đột. Xung đột giữa Gông và Valero là một ví dụ điển hình. Gông nghi ngờ Valero đã lấy cắp tiền của mình, trong khi Valero lại đang lo lắng cho mối quan hệ tình cảm của mình. Như vậy, xung đột trong màn kịch đã được tạo nên từ sự tham lam và tình yêu quá mức của ác ba đối với đồng tiền Khiến ông ta trở nên hoảng loạn Và mất kiểm soát khi mất tiền Đây là một ví dụ về cách văn chương Sử dụng hình ảnh của những người keo kiệt Để phê phán Và đồng thời mang lại thông điệp tích cực Về sự cần phải thay đổi và cải thiện bản thân Không nên chạy theo đồng tiền Câu số 5 Nêu một số thủ pháp trào phúng Trong màn tra hỏi hồi 5 lớp 3 Gợi ý trả lời lão khiết và việc chia tiền. Lão khiết đã bị lừa khi nhận được một tờ tiền giả. Thay vì giận dữ, ông vẫn thấy vui vẻ vì được chia tiền. Đây là một ví dụ về sự đối lập giữa việc bị lừa và niềm vui của ông. Nghệ thuật xây dựng và phát triển tình huống Giọng văn mỉa mai, sử dụng thủ pháp cường điệu, ngòi mút miêu tả sắc sảo, thể hiện rõ nét riêng từng nhân vật, ác, và, ác bà gông và cháp tiền bị mất cắp ác bà gông kêu mất tiền sau khi phát hiện chắp tiền bị đánh, bí mật bị đánh cắp, ông ta than phát và chú chéo với người khác. Nghệ thuật trào phúng về giọng điệu than vãn, trách móc, chú chéo và giật đau khổ, hành động và cử chỉ cảm thấy mọi người coi mình là trò đùa, nhìn ai cũng giống như kẻ tham gia vào vụ trộm của mình. Còn xung đột giữa ác bà gông và vài rơ. Gông chỉ quan tâm đến tráp tiền bị mất cắp, trong khi Valero đang nói về tình yêu của anh dành cho con gái của lão. Từ đó, văn bản đã phân tuyến nhân vật. Kho vàng với Gông chỉ là đồng tiền, còn với Valero, tình yêu chính là kho vàng quý giá nhất. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu 6. Phần cuối hài kịch Moliere nói chung và lão Hà tiện nói riêng thường xuất hiện yếu tố bất ngờ, có xu hướng giảm nhẹ mâu thuẫn, đi đến kết thúc vui vẻ, bạn có suy nghĩ gì về cách kết thúc này? Gợi ý trả lời. Phần cuối của hài kịch thường mang tính bất ngờ và thường giảm nhẹ mâu thuẫn, điều này tạo ra một kết thúc vui vẻ bất ngờ. Việc tăng kết thúc bằng yếu tố bất ngờ và giảm nhẹ mâu thuẫn cũng có thể làm tăng khả năng gây ấn tượng trong lòng khán giả trên đây là phần cô hướng dẫn kèm soạn văn trả lời những câu hỏi trong văn bản tiền bạc và tình ái trích vừa kịch lão hà tiện của molière cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe cô sẽ gặp lại kem trong những phần soạn bài sau của việt dách nhé xin chào và hẹn gặp lại kem khóa học việt dách sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt dách